Ok, biết mấy ông đang nghĩ gì mà. Đã đến lúc rồi. Không có thứ gì mới làm khó được ha. Đến lúc tôi phải chơi lại cái con nợ này. Chứ không này. Và hello, xin chào mọi người. Mình là con nợ này. Và trong ngày ta sẽ tiếp tục chơi hai khách đó. Rất là đường khó, cũng siêu khó. Ôi chết, không có thời gian để mình đăng ký này. Mình để... Ủa? Tại sao nó để đu là cái chỗ chết mới nhất của mình trong khi mình chưa chết này? Tôi quên mất không có thời gian. Là mình nhớ nhiệm vụ đầu tiên. Okay. This is a wild. Một vụ sơn ngoài nước. Okay. Lần này tôi đã có một cái não to hơn. Bởi vì tôi vừa mới bị thằng một thằng nó không não. Tôi có một cái ý nghĩ là táo bạo. Tôi nghĩ là nó hiểu năng hơn là táo bạo. Tôi sẽ làm cái thằng là mình sẽ cầm gỗ gần và tôi sẽ ở trên cây luôn để cho con chó biết bờ nó không nhỏ, và cái cây này thì tôi nghĩ là nó sẽ phải cao một tí. Dẹp, được đây, được đây. Không nghĩ là cái thằng gỗ gần nó cao đến thế. Ok, ổn rồi, ổn đấy. Mình sẽ ở trên đầu thằng gỗ gần, sau đó mình sẽ đáy quán, mình sẽ bao phủ mình lại cái đáy của cái căn cứ ấy. Mình sẽ làm hai lớp để chắc chắn đấy, hay sợ nha. À, và nếu mà như thế này thì sẽ không nên là... À, mình không làm cái này mình khó lấy mà một cái lắm. Nó có một cái map khác nhưng mà cái map đó rất là dễ. Nó đó cho mình nguyên cái căn cứ nó làm nhiều bất khả thành phần. Mình chưa được mà này ra cái lý do căn cứ đó. Tại vì giúp bờ không nổ và cái trước tướng mình thì giúp bờ nó nổ một phát là bay luôn đấy. Nhưng mà cái đó thì nó là dễ thấy đối với mình, thấy tôi thì mấy ngày bạn sống thì tao tôi dễ thấy gì thấy chơi theo kiểu hạt con một tí hay là chiến hạt được, để khi nào mình có mình cũng đắt đi, đắt thì nó càng tắm một cây hơn cũng dễ. Trong đây nó có cho là mình làm cái gì nhỏ nữa, nhưng mà mình nhớ là nó không cho mình làm cái gỗ đâu, cho thì game quá không được, nó không bộc độ tốt, nó ra hai sâu này vừa này rồi. Mình sẽ chạy nhanh nhé, mình sẽ chạy luôn, mình sẽ làm mọi thứ đó. Ơ sao đây cây dễ hơi nè, mình phải chúng ta sẽ biết gần còn xong cái cây dễ hơi rồi. Cái cây bột xương đấy mình không, nó còn tăng thêm cái sản bộ tôi không. Xem nào, đất này là tám sóc đêm đúng rồi, nhưng mình cần tám sóc đêm lý do này và nước đất đất ôi mấy ngày đầu mà đã hết gỗ rồi nên chơi ngu rồi. Sẽ đi lấy cái bụi tại tôi nếu mà mấy ngày đầu hết gỗ làm sao mình đào được trên trời, chắc mình sẽ đào cái gì đó. Kia nó đại hiếu cái bột sơn rồi, mình vừa thay đổi cái bột, mình vừa thay đổi một cái bột, mình check xem công thức của cái hang. Ok, mày không thay đổi đúng không? Được. Kế hoạch của mình thì nó sẽ đơn giản như sau, đó chính là chúng ta sẽ lấy bụi này để đi lên cao, rồi sau đó chúng ta sẽ dùng một cái hang chắc là lên cao 6 ô cho nó tiết kiệm, để lên trên đấy rồi sẽ xây một cái khu nó ốp mình lại thì mình sẽ sống trên đấy trong gia trong hệ điểm đọc cho đọc. Mới vô một chưa gì hết đổ, nhưng chúng ta có khi nào mình xây một căn cứ trên không không? Xây căn cứ trên không thì nó hơi chiến đấy. Ừ nha, tại sao sao lại không nhỉ, sẽ làm một cái căn cứ trên không nghe nó rất là chín hẳn. Hiện tại mình đang có chín gỗ, nó sẽ ra 36 gỗ. Và cái lúc mà mình đập bụi ấy, thì bụi nó sẽ đập lên bột xương như hầm hường, cho nên là chúng ta không cần lo gì lắm về bột xương đây làm sao nữa. Thì lần đầu mình phải đáy bụi rất là nhiều để cho vào buổi tối mình có thể ngồi mình lập. Bởi vì buổi tối trong đây nó thời gian nó trôi chậm lắm nên là phải có cái gì đó để làm, nếu không thì mình phải đợi.
tôi rất là lâu, và vừa để lại còn tốn nước nữa, mình tốn nước mà mình lại không làm được gì để sida, hoặc là mình không đào hang được, một là đào hang thì bên nó vẫn nổ xuống. Cái thứ nhất, cái thứ hai là đây là bụi, nó giống cát vậy nha. Đấy, đó là do mình không làm hang được. Mình phải đào ở dưới căn cứ, nhưng mà tập trước anh em thấy là đấy, nó nổ mất nguyên cái bên phải mình luôn. Và cái mà mình nói đó chính là cái an toàn, là nguyên cái khu này nó rất là rộng và nó có rất nhiều đồ, thậm chí là cái khúc này nó còn được ốp bằng cái gạch factory box này. Cái gạch này thì nó sẽ không nổ, cái nó không bị nổ, nó phải gọi là rất là an toàn. Gì khác đối với một thằng người chơi như mình, cái mod bắt nó ra quá lâu rồi không phá đảo được, nó chơi siêu khó rồi đó. Mình là tự xúc phạm mới ăn quá, không được. Một người chơi đâu không biết chơi hàng, không chơi hàng không phải người chơi. Đúng rồi, trong thời gian này thì mình sẽ đi mình chạy, ok đúng rồi mình chạy. Đúng đúng, chơi đoạn đầu thì chết vì hết thức ăn thì kệ đó. Buổi sáng thì bọn zombie nó sẽ bị cháy chết. Ừ nha, nếu mà mình xây căn cứ trên trời, bọn zombie nó có thể dùng đó làm bóng gốc. Holy fuck, ổn không ổn. Làm sao có cái này thì được cái kia nữa, đây người ta gọi là sự cân bằng. Sao vậy? Yep. Và sau khi mà mình đào xong cái đống bụi này, mình sẽ quay trở lại. Các anh em thì mình đã tìm được cái cách giảm nhiệt siêu cấp rồi biết luôn, đó chính là chúng ta mỗi lần uống nước ấy, chúng ta sẽ giảm là 0,05 độ C. Đấy, đấy anh em thấy không? Đấy, đây chính là cái cách giảm nhiệt của mình. Và nước thì chúng ta không lo nó, bởi vì dù nó có hiệu ứng kháng nước nhưng mà chúng ta quay lại chục cũ chúng ta uống thì được. Đấy, cái điều này mà nó vừa giải quyết được vấn đề nước mà nó còn vừa ui ui cái gì mà nước giật kinh thế. Để anh vừa tí vừa tí vừa tí nước giật kinh thế. Ôi shit, ôi shit, ôi shit. Ôi khỏi xong rồi. Tại tại hạ không nghĩ đến vấn đề này. Ôi nước, nước còn dưỡng tới khi nào vậy? Ok. Ồ hết nước rồi, hết nước vẫn chưa chết. Không, mình đang có cái này. Cái này đang gánh mình. Ui bị trọng. Ok. Cái giờ cái thằng này nó chỉ giảm nhiệt được thôi, chứ nó không có không có trị khát nước được. Không, mình cứ nghĩ là cứ cỡ 30 giây mình quay đầu mình uống, nhưng mà không, nó khốn nạn rất là nhiều. Rồi rồi, sống rồi sống rồi, làm thêm tí nước đã. Mới dùng để chơi ngu cái này, không được, không ổn, không ổn, không tốt, không vui lúc nào. Trong lúc mà mình suy nghĩ thì mình về việc xây cầu thang thì mình không biết là có nên xây không. Nếu mà mình không xây thì rớt một phát thì mình sẽ mất cái nhiều máu, lúc đó thì bọn quái sẽ có cơ hội để mà nó xuyên mình, vì nước hết nhanh thế. Còn cái còn nếu mà mình không xây ấy, còn nếu mà mình xây thì có thể bị Gipper nổ mất cái phần đầu và tốn tài nguyên hơn. Thì cái này mình sẽ ok, mình biết một cách, mình biết một cách. Mình vừa mới nãy ra đó chính là chúng ta sẽ xây cái đường lên đấy, nó ở trên cái ui đây này. Cái này là cái thằng mà nó nắm cái dung nham này. Chúng ta ôi trời tối rồi. Đây chúng ta sẽ xây cái ở trên cái thằng này, khi mà chúng ta đi xuống chúng ta cứ việc nhảy vô cái vũng nước này bụng phát là chúng ta sẽ ok. Đây cao cái này rồi, thêm tí nữa sợ đang có cái gương đúng không? Ok đấy, cao cái này thì tuổi sẽ mở ra như thế này, hai lốp hai lốp. Rồi sau đó mình sẽ mở qua 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 xuống. Cái này thì con nhà nó sẽ không đeo lên được. Ok good 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 good. Bây giờ thì cái hộp mình nó sẽ nằm ở đây và mình sẽ gọi si đồ. Sau khi mình si xong mình sẽ quay trở lại. Trong lớp si thì chúng ta sẽ có là muối và bột xương thì mình sẽ thấy đâu. Để mình xem một cái đi lại nhé. Muối nó ít hơn bột xương nhưng mà nó chưa thấy. À không, mấy cái này màu nhau, muối, bột xương, màu đá. Ok. Thì khi mà có cái muối này chúng ta có thể làm được cái hàng nhiệm vụ. Đây, và chúng ta cần thạch oxit. Thì thạch hơi gửi chúng ta sẽ đói.
Nhưng mà nếu mà chúng ta để một hạt thái dừa và hai muối thì nó sẽ tạo ra cái zombie Jackie này, ăn vẫn như hạt thái dừa nhưng mà nó không đói lại. Right, và bây giờ mình nghĩ mình sẽ đi vào một tí của tinh cây cần trắc. Thì tinh cây cần trắc thì chúng ta sẽ cần cái hành Z hàng lâm bất tàn, như là công thức này nó rẻ, Z 4 que nó chắc chắn nó sẽ rẻ hơn là 2 que 2 dỗ. Và chúng ta sẽ cần làm 3 hàng Holy fuck, mắc ấy, gỗ mình sắp phá tới nơi rồi. Ô không, mình phải có hàng gỗ nguyên chất mà mới làm tinh cây. Ô thôi, nhưng mà không sao nè, hiện tại mình đang có 6 bộ xương rồi, thì nếu mà tính xui nhất ấy, thì nó cũng là một cái cây và một cái gỗ rừng thì nó lại cho mình cũng khá khá gỗ, cho nên là mình có một cái quyết định, đó chính là ngày sau mình sẽ xây cầu thang được. Không biết zombie với scare có xây có đeo được cầu thang không, thì cái vấn đề này mình sẽ xây cửa sập, và cái cửa sập này mình sẽ chặn một cái tháp slab ở trên, chơi các bạn an toàn luôn. Nhưng mà vì mình bị tởn cái đằng kia rồi, cho nên là mình nhất định phải chơi theo cái đạn luôn. Ô hên mất, còn còn tí tí gương để làm chứa mấy em sọt phát. Ok, không có bộ đi nữa, quyết mình đang có 8 bộ xương nha, còn 3 stack nữa mình chưa xây nè. Và trời nó lên tới đỉnh điểm rồi, còn mình đang bị mất nước và nóng. Buổi tối thì chúng ta không nên đeo cái đó là được đó, từ buổi tối như mình đã nói trong season 1 rồi đó, chính là nó rất là mát, nên mấy nhiệt độ mình đang đọc 38,01 nó dừng ngay đó, nó không tăng lên một tí. Còn mới nãy của mình ấy thì nó cái lúc mà mình bắt buộc phải uống nước thì nó lên tới 39 độ này rồi. Tối chèo mình phát hiện ra một cái bộ đồ bằng gỗ. Thôi đi, à, từ từ nha. Quýt đầm. Oh yeah, chúng ta có thể đào một bộ đồ bằng gỗ này mà. Ok, giờ ngày sau mình sẽ đi, sẽ có lý do để chăm sạch gỗ nữa. Hiện tại mình đang gần 39 độ rồi, và mặt trời cũng đang ló dạng. Cái quần còn nó đang ở bạc ti đấy. Mình nghĩ là dưới chân mình ấy, nơi mà mặt trời không chiếu hẳn xuống thì những con quái nó sẽ không bị cháy, thì có cách nào để xử lý nó không? Chúng ta có một cây súng ở đây, một cái băng đạn, mình sẽ mặc đạn lên cái súng này, và mình bụi nó quá nhiều nên si chỉ còn 2 stack là mình si không nổi rồi. Một đêm mình si được có 2 stack rồi, nhưng mà năng suất nó rất là chậm. Ui ui, mình bị nóng rồi, mặt trời không chỉ là ám ảnh duy nhất của là quỷ. Ui cái này nước lạnh nè, nước lạnh mình không mang vô được, uống rồi mà không uống lúc này nó uống lắm. Có thể uống liền. Bam, nó không giảm thí nghiệm nào cả. Ồ vậy, mình sẽ cắt bụi vào và chuẩn bị đi xuống xiên của nó. Bây giờ mình đang bị cái vấn đề chính là thiếu nước trầm trọng anh, lúc đầu chưa mưa rồi, không ngờ để xe sành này nó kết thúc ngay tập 1 được. Mình cần phải có 6 cục đá là 24. Ok, yes, con đã chết chết rồi. Chưa được rồi, rồi con dạy con chưa chết. Mình sẽ lọc thêm cỏ vài cục bụi cho nó chắc anh em, để chừng nào trên bản đồ nó giảm xuống. Thì có một cái cách rất là dễ, nếu mà mặt trời không chiếu thẳng xuống thì mình sẽ làm cho mặt trời chiếu trực tiếp thẳng xuống. Nghe hơi điên một tí nhưng mà ok, đây chính là cách. Kỹ năng rồi. Ok, bây giờ mình sẽ đi xuống và mình đấy thêm cái bộ xương, không phải là cái sành kết thúc một cách đáng xẹt được. Có là nào đập như thế này thì nhỏ nó hết lên rồi nha. Bật quải cái giáp vàng đi, mình không nhắm bắn thôi. Ok, đây ok, sao đấy giỏi rồi. Ok, một con và chúng ta còn một con. Ủa sao con nó không bị cháy, why không bị cháy hả? Ok, nó vô nước rồi. Đứng im coi nào, mình là xuống là chắc chắn bị nó xiên, cái tốc độ đó mình không theo kịp. Ok, ở nào trên bản đồ còn nhé, trên bản đồ nó rõ là còn, không lừa người ta đâu.
cũng không nè, mình không nhảy xuống nước, mình nhảy xuống nước ngay vào luôn ấy, thì chắc chắn mình sẽ bị bục. Đấy, có tiếng sương, bảo có sai đâu, ở đâu đấy, ui nó trong nhà mình. Ok, một con chết rồi, mấy con kia nữa. Một khống nạn này, còn bay hơi bị tinh mũi đấy. Đánh hơi thì thôi đấy. Từng hàng thôi, từng hàng một. Ui, hết đạn. Trời trời. Ok, nạp gà đây rồi, này rồi. Ok. Chỉ có những người còn sống mới biết được giá trị của sự sống. Hay lắm. Giờ không phải là lúc để mà Duyên Hiên nói nhảm. Bây giờ thì mình cần ngay lập tức một thằng vừa là gỗ vừa là vừa cần gỗ mà còn vừa cần ngọn cây nữa. Có đồ vàng hình như nó tí đồ vàng. Mình sắp nóng nóng chết tới nơi rồi. Holy shit. Chạy thôi. Tôi nghĩ là nói rửa này không cần thiết đâu, nhưng mà nó là đồ ăn trong tương lai. Trong đây nó có cái mắt bắt là hiểu năng nha, đó chính là chúng ta ăn nhiều đồ ấy, ăn nhiều đồ ăn thì nó sẽ bị ngán, là chúng ta phải ăn cái loại đồ ăn khác, nó rất là hiểu năng đấy. Ô mặc đồ vàng ít bị nóng à. Ô nãy giờ tôi thấy mặc đồ vàng nó tăng nhiệt nó chậm nha, mặc dù đây là một ban ngày rồi, được đấy, được đấy. Rồi mình cần mình thấy cái thằng bớt sắp đi này, có cái thằng cây bớt mày bớt rồi à, bên tiếng Việt này gọi là gì nhỉ, bạch dương. Ừ. Cái cây này thì mình thấy là mầm cây nó ra nhiều hơn, gỗ gần thì mình thấy là sâu nó ra nhiều hơn, còn cây sồi thì nó vừa ra sâu vừa ra mầm cây vừa ra táo nữa. Nhưng mà cái chế độ khó, cái siêu khó thì nó lại không to cái cây của sồi. Cây của sồi nó có thể gọi các loại cây đấy rất là tiện lợi, còn thậm chí là cây gỗ sồi đập cả ba bốn mầm mà nó ra một cái ba bốn lá cây nó ra một mầm cơ. Bây giờ chúng ta không còn sợ bóng tối nữa, vì bóng tối chúng ta cứ rút lên và mà xây thôi. Và mình sẽ cần cục đất này ra nước bẩn, sau đó mình sẽ cần ô đồ vàng xịn hết, không bị nóng. Có khi đồ vàng này nó lại trở thành cứu tinh của mình rồi. Cái này có phải là hay không bằng hên không? Ok. Thôi, con xin lỗi ông bà nha, ông bà đã gánh cầm gân như vậy. Mình sẽ đập hết mấy cành cây này, xây cái cầu thang đi lên. Sau đó mình sẽ quay trở lại. Sẽ xây đằng cái cầu thang. Tôi quên đếm này, đi lên bao nhiêu rồi. Tôi còn làm giáp gỗ nữa chứ, mà giáp gỗ tôi nghĩ không cần đâu, có cây súng thì tôi có thể tạm ổn chính cái nha. Mình nghĩ là mình sẽ làm một cái bàn chế tạo ở dưới luôn, đào tìm vậy, làm từ chỗ này đi cho nó tiết kiệm. Ô, nó còn thiếu ba cái, sẽ nhúng vào nước, mình sẽ làm một cái bàn chế tạo khi mà mình đang ở dưới nước. Có nhúng vào nước nó không giảm à, mà uống nước à. Đầy nước đậm nha, làm ơn giảm đi, nó còn tăng lên nữa à. Ui ui hiếp người quá đáng ấy, không xong rồi, không xong rồi, mình phải chơi liều nữa mà không chơi trước hết chơi liều thì ngâm cả cơ thể trong nước thì sao, không tăng không giảm. Chạy liều thôi nè. Không phải đòi để cái xe gây nhầm, đúng rồi, đã đến lúc tôi cho ông thấy rồi, cho mấy con người thấy đây là lúc mà những cái đầu có sạn ngày không đói nữa. Quái rồi, rồi để mình làm xây đường lên. Nếu mà mình xây như thế này thì mình có thể uống nước cả đêm, dù nó mất nước nhưng mà mình sẽ giảm nhiệt. Đấy, mình phải làm như thế cả đêm anh em ạ. Bởi vì vái không vào được, ta không biết qua nó có nổ, không xít. Căng nhỉ. Mình có đợi nó tính sao đi, mình còn nữa ăn nữa.
làm tí thịt ngâm đăng vô trước. Ok, làm ta vô ra được thêm 4 miếng nữa. Good. Còn nó sẽ giúp mình kha khá đấy. Ô vui, nấm nấm tới nơi rồi, nấm tới nơi rồi, nấm qua vừa nóng vừa đói. Mày hồi có nửa miếng thôi à, ổn ngoài nào nó hồi có nửa miếng thôi. Tôi đang đúng là siêu khó rồi, tôi đang bị rep với tất cả mọi thứ. Bây giờ không còn gì để mất nữa rồi, cố lên cố lên, chỉ cần tôi làm ra hàng mình là nung thôi. Hàng nào nung đó là cái thứ mà mình cần tới nhất, bởi vì nó sẽ nung nước bẩn ra nước sạch. Nước bẩn thì nó lại từ từ một cái ke nước và một đất, có nghĩa là và cục đất thì nó lại làm từ 8 hàng cây, có nghĩa là chừng nào mình còn chặt cây là chừng đó mình còn có nước đấy. Và đừng hỏi vì sao mà 8 cái cây nó lại làm ra được một cục đất, và cũng đừng hỏi vì sao mà trong cục đất khô nó lại làm ra được nước, cái đó tôi không biết nha. Nhưng mà tôi đánh giá là sắp hết ngày tới nơi rồi, sắp hết ngày thì có cách giải quyết, và cách giải quyết đó là giết thời gian và một phần về cầu mong nữa, cầu mong cho con chó biết bơi nó không được, chứ nó mà nổ là coi như là cái nguồn nước tối nay của mình sẽ bị cắt đấy, không được đâu. Đây là đại nấm, thôi đi tóc càng uống là càng khát nước. Cần thêm trời ơi, okay. Yep, tôi cần phải xây một cái khu bảo vệ khẩn cấp, không có cách nào để mà mình, ui nếu mà xây cái này thì mình không có cách nào để tự bảo vệ bản thân mình. Cửa được không? Nghe có vẻ tốt á, nhưng mà giúp bên vẫn nổ được. Ui, mình cần phải có thêm cầu thang nữa. Đó mà đi xuống nước cái không lên được thì nó để không, cứ xuống đi. Sau đó mình sẽ làm cái hàng cầu thang. Tôi đang nói chuyện hơi nhạt nha, bởi vì bây giờ tôi không còn không còn tâm trí để dốc. Cần phải qua được mấy cái căng thẳng này đó. Rồi, bước hiện tại mình đang là 38 độ và tối tới nơi rồi. Bây giờ mình sẽ thử, đó chính là thử một cái cửa. Mình không nghĩ là cái hàng cửa này nó sẽ giúp mình trụ qua được đêm nay. Sao cái cửa nó đặt cái chỗ như vậy? Ok, như vậy được rồi. Oh well, hay cần đấy. Mình còn có một cái ý định táo bạo hơn là mở gặp mấy chỗ này cơ, nhưng mà như anh em thấy rồi đó, nó không đủ gỗ. Wow, và mình đã phải núp và si tiếp rồi, trong khi đó nguồn nước của mình thì nó đang bị SOS. Bây giờ mình sẽ làm một cục đất. Bèm, trời làm ơn nhiệm vụ. Hãy cho, tại sao mày có thể cho một cục bọc xương? No, sẽ cho tao nước. Nhiệm vụ này kêu mình nấu con sâu anh em ạ. Livid Converter 1/8 cái xô. Ô, cái gì đó? Livid Converter là nè. Ô, hồi này fluid mà, đâu phải livid. À, nhưng mà nó cần có điện. Nó cần có điện. Chó này lừa tao. Và tiếng nổ đầu tiên nó xuất hiện. Holy shit. Tôi nghĩ là cái chỗ dưới của tôi nó không còn cái gì nữa đâu anh em. Đáng sợ. Một cục đất có thể xi ra được 6 cục đá hơn. Nhưng mà tỷ lệ nó lại chia. Tôi mong là nó ra nhiều nhiều một tí, chứ bây giờ tôi đang cần rất là nhiều đá rồi. Cảm ơn. 5 cục. Good. Đồ nó linh tinh quá, nhưng mà bây giờ tôi sẽ làm một cái hàng để đá đồ linh tinh rồi mày con. Nó còn cho thêm một cuốn sách nè, tốt bụng không đúng mà điểm rồi. Và một thằng này ra, tôi vẫn còn nhớ công thức, tôi vẫn xứng đáng. Chúng ta sẽ đặt ba thằng này kế nhau, Cassio và bác Builder.
chết thời quan tôi à, không tôi không định biết rằng này. Bây giờ mình đang cần ốc hành sản, mình sẽ làm cái hành bát tinh và mình sẽ làm cái đầu sản. Không, mình sẽ làm một hàng đúng không nhỉ, mà tóc hàng này vừa là rìu vừa là sẻng hay không, nó vừa là rìu vừa là kiếm vừa là cuốc. Ok, ta cần một cái hàng đầu sẻng và một cái hàng đầu búa. Ok, đầu búa cái đầu sẻng đây, và nguyên liệu mà mình tạo chính là xương để vào. Dạ, tiếp theo là mình sẽ để nó như công thức này. À, một cái mà tóc cái này nó có 6 đam, 6 đam nó tương đương với kiếm sắt rồi. Rồi cái mình chết nhé. Ai ăn so nó tương đương với kiếm sắt chắc xịn anh em ạ. Thằng này nó rất là đa dụng, nhưng mà hiện tại thì mình đang hết gỗ và nước thì toàn là nước đậm và có một cái nước bẩn nữa. Mình nghĩ là có vẻ như là đêm nay nó hơi căng nên mình nhất định phải xuống rồi. Thử nhé. Đây gỗ đây có gì mà thôi được. Rồi, chạy. Ok. Được. Có thể đêm nay mình sẽ sống ở đây mà. Mình vừa bị mất nửa tim. Lúc mà mình đi xuống ấy, mình vẫn có thể bị con sương bắn như thường. Thì mình nghĩ một cái giải pháp đó chính là mình sẽ đặt cái lốc đây để chặn cho mình không bị rơi. Ok. À, mình là tóm tài nguyên còn đỡ hơn là mình chết rồi nè. Đấy thì cái này nó sẽ hạn chế cho mình rơi xuống. Ôi, mấy nãy mình bị đây cái tại chỗ cái chỗ này mình chưa ốp xong đó, nên mũi tên bắn qua rất là hên cho mình đâu, vì lúc đó mà mình một phần là vì mình biết biết chặn ăn sống, nhưng mà nói bị cho nó nghe ngọng chứ là sẽ chết ấy. Xong rồi mình đã phá ứng kịp, mình bấm nút qua lại hết rồi, nó bắn mình bên phải mình bấm nút qua trái hết rồi. Ok, cuối cùng là mình Bình vẫn minh đã nói à, gì mọi người? tao tìm tôi nghĩ nếu tôi là Moja thì tôi sẽ chạy, nhưng không, một chiến binh chân chính thì tôi sẽ đi xuống uống nước chứ còn đây là... đây đây anh em thấy nó sẽ bắn một cái này. Rồi, không sau này mình ngoan hết, và mình cũng rất là ngạc nhiên khi mà bọn dưới bên nó không không nổ nè nha. Ok, đây 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 nó bắn đấy. Ok này, cái khúc này mới nãy mình bị bắn ngay khúc này. Ok, ông bay lo mà vào nhà đi, dép trả hết đi. Bây giờ hiện tại mình đang có ông về 25 người đá, và chúng ta sẽ chế tạo một cái lò nung. Ui, có tiếng đập cửa rồi, ghê vậy. Hồi đấy, hồi đấy. Và cái lò nung mình sẽ để nó ở đây. Yes. Thôi này, thôi này, thôi này. Rồi. Kinh thế nhỉ. Sáng rồi nó bắt đầu nóng anh em. Rồi cái thằng lò nung này thì mình nghèo hết á. Nghèo cái gỗ và gỗ đồ ăn rồi cả nước nữa. Thì cái hàng này mình sẽ đào đất bẩn bằng bẩn như cái lúc mình nói, sau đó mình sẽ nung lên, mình sẽ đào một cái crop bằng xương để cho bớt tấm gỗ đi, và xương nó có nhiều mình cũng chả biết để làm gì. Đầu ngoài nha. Không phải hết đâu, quay à, nhầm 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 từ từ nay em đổ em đổ lại từ dưỡng sinh chào mấy anh nhé. Nhầm, chưa gì hết là bố đá nó sẽ xiên như vậy xè phát nha. Ăn uống cái kiểu đó rồi mình mới xuống chơi của nó được. Tối khác có đang đánh đuổi tụi cái là bị ăn cái hiệu ứng xấu nó thì không biết nói sao nữa rồi. Rồi, chào mấy anh ạ. Chào mấy anh. Nó không phá cái này. Chào nhé. Mấy anh không hết nha. Ủa rồi.
chết. Ok. Cà mé này. Cà mé này. Không có con sơn, không có con sơn. Cà mé này. Con nhà nuôi sáng này đúng không? Xuống trong nhà được con chó này. À không, đừng đánh nó, nó hiện thì đừng đánh nó. Ok, bắn nhà đi, bắn nhà đi. Đủ khốn. Bắn nhà đi, đủ khốn. Đúng rồi, bắn nhà đi. Holy shit. Thì ra đây chính là cảm giác của sự độc lập và tự do. Mình nghĩ là mình không lấy diêm hạch đâu, mình lấy diêm xương thôi. Holy shit. Lên. Chúng ta sắp hết vượt qua tình trạng khát nước rồi. Tí nữa. Chút nữa thôi. Câu này như cũng là câu của mấy thằng sắp hẹn nó ăn ủi nhau nhỉ. Mình cảm giác là không ổn lắm đó, rồi mình đã ăn hết 20 hạt muối rồi và mình nghĩ là mình sẽ không còn hạt muối trong tương lai nữa, bởi vì hàng ngày này nó sẽ ngán, có nạn trứng cá chọn canh. Một mình thì mình ăn mấy cục hạt muối được. Chỗ này có nên cửa này chứ đi cửa sau thì nó lại hơi chậm. Nước làm tí nước. Cố lên, cố lên, cố lên. Chặt cây là chân lý, chặt cây là chân lý. Con cà rốt này nó đại mau hơn luôn. Mình không biết là bộ giáp gỗ mình mặc vô thì nó có mình nóng hay không, mình quên cái gì đó. Cái người giáp vàng mặc cho mình cảm thấy ở bớt nóng đi ấy. Giáp gỗ hay sao mình không biết. Đây là đủ 8 màu rồi, 9 màu rồi. Nước mười màu rồi. Giờ mình sẽ đi lên và làm một tí nước bẩn đã, làm tí nước sạch. Tốt. Xin lỗi, này là mình bị hiểm năng, mình quên mất của mình còn một hàm nước bẩn trong túi. Sorry sorry. Đây nè. Ô mình sắp hết hôm đói rồi. Tối thế này rồi cái gì mà đói khổ kinh thế. Rồi nước bẩn đâu? Đây. Rồi sau đó mình sẽ làm đất. Bỏ vào chai nước bẩn. Sau mình cần rất là nhiều gỗ để nung. Ok. Cho mình nước bẩn nha. Nước lạnh này hình như có thể nung bằng thành nước nóng được không? Không à. Thằng nào lại bỏ tiết vô nhỉ? Thằng khốn nạn. Nước lạnh không nung được anh em nhé. Không tí đi. Cho có thêm mấy cái chai rồi. Ok, mình có phải ổn. I'm fine. I'm fine. Bây giờ mình đang phân vân giữa bộ giáp gỗ và đổi khác tới nơi. Đâu mình còn con sâu mà nhỉ? Con sâu mà. Phải hy sinh con sâu rồi. Phải hy sinh con sâu rồi. Lúc mà người đó mình không ăn thịt mình. Holy moly. Được cái này. Em đồ tí, em đồ tí, em đồ tí. Đừng chết rồi đó nhé. Chờ được con sâu nè. Cái gì mà nó. Ôi. Cái gì mà nó khắc nghiệt quá vậy. Xong rồi. Xong rồi. Mình quên mất rồi, còn cái đây rất. Cái này nó sẽ giúp mình phơi thịt. Hành thịt ăn được. Trời ơi đó. Đói tới nơi rồi, có gì ăn đó đi nơi. Ơ nó có còn hiểu đói. Đừng 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 đừng. Đừng. Thương nhau tới đi, thương nhau tới đi.
Mình dưới đi.